Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của Vietjet. Và hôm nay thì cô trò mình sẽ đồng hành với nhau trong một bài rất đặc biệt. Bài học hôm nay thì cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một đề kiểm tra giữa kỳ học kỳ 1 của môn toán lớp 4. Thời gian thì trôi thật là nhanh đúng không các con? Bây giờ chúng mình đã đi qua được nửa chặng đường của học kỳ 1 rồi. Hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu một đề để chúng mình có thể vững tin bước vào kỳ thi, kỳ kiểm tra này một cách và đạt được kết quả thật là cao. Rồi, chúng ta sẽ có trong đề kiểm tra thì thường sẽ có là hai phần. Phần đầu tiên là phần trắc nghiệm. Phần trắc nghiệm này thì sẽ đưa ra các bài toán và sẽ có đáp án rồi. Và nhiệm vụ của chúng mình là phải chọn từ các đáp án đó ra đáp án chính xác nhất. Rồi, chúng mình sẽ có câu A như sau này. Yêu cầu là hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước của câu trả lời đúng. Mình sẽ có câu 1. Chữ số hàng chục nghìn của số 905.432 là A 9, B 0, C 5 và D là 4. Rồi bây giờ chúng mình hãy quan sát giúp cô này. Cùng đếm từ hàng đơn vị trước. Đơn vị này, chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, hàng chục nghìn. À, dừng lại. Vậy thì hàng chục nghìn là chữ số 0. Nhanh chóng điền B, khoanh B. Đến với câu số 2. Tìm số tự nhiên x, biết 2 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 5. Vậy x là A 1 và 2, B 2, 3, C là 3 và 4, D là 4 và 5. À, các bạn quan sát giúp cô x ở đây là như thế nào ạ? À? X ở đây là nằm giữa 2 và 5. X này sẽ lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5. Vậy thì ở giữa số 2 và 5 mình có các số nào ạ? À? 2 này, xong đến 3, 4 và 5. Vậy thì x này sẽ là các số gì ạ? À? 3 và 4, chính xác chưa ạ? À? Khoanh luôn C. Đến với câu số 3, tìm số trung bình cộng của 42 và 52. Các bạn hãy nhớ lại giúp cô kiến thức về số trung bình cộng ạ. Để tìm được số trung bình cộng thì trước tiên chúng mình sẽ đi tìm tổng của các số, rồi sau đó chia cho số các số hạng. Ở đây chúng mình chỉ có hai số thôi là 42 và 52 thôi. Vậy chúng mình sẽ lấy 42 cộng với 52 rồi sau đó thì chia cho 2, đúng chưa ạ? Rồi, vậy chúng mình sẽ có là 42 cộng với 52. 52 này. Rồi sau đó thì chia cho 2. Ta sẽ có 42 cộng với 52 là bằng bao nhiêu ạ? 94. 94 mà chia cho 2 này. 9 chia 2 thì được 4. 4 nhân với 2 bằng 8. 9 nhân 8 còn 1. Hạ 4 xuống ta được 14. 14 chia 2 thì được 7. Rồi, như vậy chúng mình tìm được là số trung bình cộng của hai số là bằng 47 đúng không ạ? Như vậy chúng mình sẽ có đáp án chính xác là đáp án A. Rồi, nếu mà ở trong bài toán tìm số trung bình cộng này, bạn nào cảm thấy sau khi cộng hai số lại rồi chia chúng mình thấy chia nhầm như cô vừa làm khó khăn thì chúng mình hoàn toàn có thể tính giúp cô, đặt tính giúp cô phép chia này rồi sẽ tìm ra kết quả. Chúng mình đếm với câu số 4. À, ở trong câu số 3 này các bạn lưu ý này. Nếu mà ở trong đề kiểm tra thật của chúng mình khi đi kiểm tra ấy, nó không còn là tìm số trung bình cộng của hai số nữa mà là tìm số trung bình cộng của 3 số, 4 số thì chúng mình nhớ là chia cho 3, chia cho 4, có nghĩa là chia cho số các số hạng chứ nó không luôn luôn là chia cho 2 như thế này đâu. Các bạn nhớ lưu ý này. Rồi chúng mình đến với câu số 4 này. Trong các số 42.756, 42.567, 42.765 và 42.675, số nào lớn nhất? Ai lớn nhất này, nhớ vào các từ khóa của bài toán nhá. Lớn nhất. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi so sánh bốn số này cùng với cô. Trước tiên thì các bạn hãy viết giúp cô bốn số này ra ngoài nháp theo cột dọc và làm sao để cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau, giống như là khi chúng mình đặt tính phép tính theo khi cộng các đặt tính theo phép cộng hoặc là phép trừ đấy ạ. Rồi chúng mình bây giờ sẽ đặt giúp cô ra ngoài nháp này. Viết ra ngoài nháp này. Đầu tiên là số 42.756. 42756. Tiếp theo 42.567. 42.567. 42.765. 42 7 6 và 5. Rồi.
42.670 năm. Nhìn thì có vẻ rối đúng không bạn? Nhưng bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi so sánh với cô này. Chúng ta sẽ so sánh theo thứ tự là từ hàng lớn nhất. Ở đây chúng mình có hàng lớn nhất là hàng chục nghìn. Sau đó thì đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Từ lớn đến nhỏ để chúng mình tìm ra được số lớn nhất. Chúng mình sẽ có hàng nghìn là 4, 4, 4 và 4. Vậy là bốn số này đều có hàng nghìn là 4. Chúng mình không thể so sánh được. Chúng mình so sánh tiếp đến hàng nghìn. À, hàng nghìn thì lại đều là các chữ số 2. Cũng chưa tìm ra được. Chúng mình đến với hàng trăm này. Hàng trăm chúng mình sẽ có là 7, 5, 7 và 6. À, vậy thì chúng mình sẽ loại đi các số nhỏ hơn này. Đây, số 6 và số 5 này nhỏ hơn thì chúng mình sẽ loại luôn hai số này. Vậy chúng mình chỉ còn hai số. Vậy bây giờ chúng mình sẽ đi so sánh giúp tiếp với cô vào đến hàng chục này. Hàng chục của hai số này là 5 và 6. Vậy thì chúng mình sẽ có là 6 sẽ lớn hơn 5. Vì vậy chúng mình sẽ suy ra ngay được là số 42.765 này sẽ lớn hơn là 42.756, đúng không ạ? Vậy thì số này cũng bị loại đi rồi. Vậy chúng mình sẽ tìm ra được số lớn nhất ở trong bốn số là 42.765. Đây, chính là đáp án C. Đúng không ạ? Đây, 42.765, nhìn lại chính xác rồi ạ. Tại vì là bốn số này là có các chữ số là giống nhau, nó chỉ đổi vị trí của các chữ số theo từng hàng nên là chúng mình rất dễ nhầm, rất dễ là nhìn nhầm, nên các bạn nhớ là quan sát thật kỹ giúp cô nhá. Rồi, chúng mình đến với câu số 5 này. 2 tấn 5 yến thì bằng kg. Rồi, đơn vị đo khối lượng ạ, cùng nhau tìm hiểu này. Đầu tiên là A 250, B 2500, B 2050 và đáp án D là 2000. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau đổi bài này này. Đầu tiên ta sẽ có 2 tấn 5 yến và cần phải đổi về đơn vị là kg, ba đơn vị đo khác nhau. Trước tiên mình sẽ có 2 tấn là bằng bao nhiêu kg ạ? 2 tấn là sẽ bằng 2000 kg đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Và 5 yến thì là bằng bao nhiêu ạ? 50 kg. Đúng chưa ạ? Đây là 2 tấn này, đây là 5 yến. Vậy thì chúng mình sẽ cộng 2000 với 50 này sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Cộng này lại sẽ bằng là 2050 kg, đúng chưa ạ? Rồi, như vậy chúng mình có đáp án chính xác là đáp án nào ạ? À, đây, chỉ có đáp án C là đáp án mà chúng mình cần tìm thôi ạ. 2050. Và hoàn toàn chúng mình cũng có thể đổi ở các đơn vị đo khối lượng hoặc là đơn vị đo độ dài khác ở trong bài kiểm tra của chúng ta. Rồi, chúng mình đến với câu tiếp theo. Chúng ta có câu số 6 là một câu liên quan đến hình học ạ. Trong các hình bên, hình nào có hai góc vuông? Hai góc vuông. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi kiểm tra góc vuông của từng hình bằng cách chúng mình sẽ dùng đến người bạn đồng hành là chiếc cây ke này. Chúng mình sẽ đến với hình A. Đầu tiên cô sẽ kiểm tra góc ở phía dưới này, góc tại đỉnh phía dưới này. À, như vậy, khi đặt chiếc cây ke vào cô thấy đây là một góc vuông này. Rồi, cô kiểm tra đến góc này, cũng dùng chiếc cây ke này. À, đây cũng là một góc vuông. Rồi, chúng mình còn góc phía trên này, cô sẽ dự đoán đây không phải là góc vuông. À, chính xác, đây là góc nhọn này. Góc tiếp theo, chúng mình hãy kiểm tra thật nhanh, tại vì ở trong bài toán của chúng mình, trong giờ kiểm tra thì không có nhiều thời gian. Đây thì là góc tù rồi. Vậy ở hình A này đã có hai góc vuông, cô ghi ở đây là hai góc vuông này. Đúng chưa ạ? Rồi, ở trong hình A là có hai góc vuông rồi. Đến với hình B xem là có bao nhiêu góc vuông này. Đây, cô sẽ kiểm tra góc này trước. Là góc vuông chưa ạ? Một góc vuông. Ký hiệu luôn để cho nhớ này. Tiếp theo, góc thứ hai. À, hai góc vuông. Đến góc này. Ừ, góc này thì là góc tù đúng không ạ? Góc tiếp theo mình có. Ừ, góc này cũng là góc tù ạ. Góc cuối cùng ở trong hình B.
Góc này thì là góc nhọn, vậy hình B cũng có hai góc vuông. Đến với hình cuối cùng là hình C ạ. Cô sẽ kiểm tra góc này. Cô nghĩ đây là góc vuông nên cô sẽ kiểm tra trước. À, chính xác là nó là góc vuông đấy ạ. Một góc vuông. Còn hai góc nữa này. Đây thì cô dự đoán là góc nhọn ạ. À, chính xác là góc nhọn rồi. Góc phía trên cũng là góc nhọn. Vậy thì hình C này chỉ có một góc vuông thôi ạ. Như vậy thì chúng mình có các hình nào là góc vuông ạ? À, hình A và hình B là có hai góc vuông. Hình C thì chỉ có một góc vuông thôi. Vậy thì chúng mình có đáp án chính xác ở đây là đáp án nào ạ? A hình A, B hình B, C là hình C và D là hình A và hình B. Vậy chúng mình có đáp án chính xác là đáp án D, hình A và hình B. Các con lưu ý này, khi mà chúng mình đi làm bài kiểm tra, các bạn nhớ là mang theo đầy đủ các dụng cụ học tập. Để mà bài toán nào mà cần dụng cụ nào thì mình sẽ có luôn. Vào trong phòng thi thì không thể mượn bạn này bạn kia được, tại vì vừa ảnh hưởng đến các bạn mà vừa ảnh hưởng đến chính mình. Bạn nhớ là chuẩn bị thật kỹ giúp cô đồ dùng học tập khi mà vào làm bài kiểm tra, các con nhớ nhé. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang phần tự luận ạ. Và trong phần tự luận của đề kiểm tra ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có hai câu tương ứng với hai bài tập. Câu số 1 là đặc tính dự tính và câu số 2 là một bài toán có lời văn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào bài tập 1 cùng với cô trước này. Chúng ta sẽ cùng nhau vào phép tính thứ nhất. A 37.075 cộng với 21.436. Bây giờ chúng mình sẽ đặt tính cùng với cô này. A này 37, đây cô sẽ ghi là câu 1 này. 37.075 cộng với 21.436. Rồi, các con nhớ là khi làm bài kiểm tra chúng mình sẽ viết giúp cô thật là sạch sẽ và đẹp để chúng mình có thể có một bài kiểm tra đạt kết quả thật là cao. Rồi, nhớ là dùng thước để kẻ nhá. Ta sẽ cộng từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị này. 5 cộng với 6 thì bằng 11, viết 1 và nhớ 1. 7 cộng 3 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 0 cộng 4 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. Nhớ là viết kết quả làm sao để các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. 7 cộng 1 bằng 8, viết 8. Và cuối cùng 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Rồi, xong phép tính đầu tiên ở câu A. Đến với phép tính trừ ở câu B, ta sẽ có như sau. B này 37.665 cô xin lỗi 656 trừ đi 12.037. Viết thật đẹp nhá. Rồi, thực hiện trừ từ phải qua trái cùng với cô này. Đây ta sẽ có 6 không trừ được 7, mượn 1 là 16. 16 trừ 7 thì bằng 9, viết 9 và nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 5 trừ 1, 5 trừ 4 thì bằng 1, viết 1. 1 viết thẳng cột với hàng chục. 6 trừ 0 bằng 6, viết 6. 7 trừ 2 thì bằng 5, viết 5. Và cuối cùng 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Rồi, như vậy chúng mình đã hoàn thành xong hai phép tính cộng và trừ. Đến với phép tính nhân phần C ạ. 487 nhân với 3 ta sẽ thực hiện nhân này. 3 nhân với 7 thì bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 8 bằng 24, thêm 2 bằng 26, viết 6 và nhớ 2. 3 x 4 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 14. Rồi, được kết quả cho phép nhân bằng 1461.
Chúng ta đến với phép tính D, phép tính chia này. Cô sẽ viết xuống phía dưới này nhá. Đây, 790 này chia cho 2. Rồi, chúng mình cùng thực hiện phép tính chia cùng với cô này. Ta có thực hiện chia từ trái qua phải, bắt đầu ở đây là từ hàng trăm. 7 chia cho 2 thì được 3, viết 3. 3 nhân với 2 bằng 6, 7 trừ 6 thì còn 1, viết 1. Hạ tiếp đến hàng chục là 9, được 19. 19 chia cho 2 thì được 9. 9 nhân với 2 bằng 18, 19 trừ 18 thì còn 1, viết 1. Hạ tiếp 0, ta được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5. 5 nhân 2 bằng 10 và 10 trừ 10 thì bằng 0. Rồi, như vậy là chúng mình đã tìm ra được kết quả cho phép chia có thương là bằng 395. Và chúng mình đã hoàn thành xong câu số 1 của phần tự luận. Rồi, bây giờ chúng mình chuyển qua câu số 2 cùng với cô. Và chúng mình sẽ cùng nhau vào câu số 2, một bài toán có lời văn ạ. Hai thùng chứa được tất cả là 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to là 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng thì chứa được bao nhiêu lít nước? À, bây giờ các bạn hãy quan sát giúp cô vào bài toán số 2 này ạ. Đây, chúng ta sẽ có là hai thùng thì chứa được tất cả là 600 lít nước. Đấy. Thùng bé thì chứa được ít hơn thùng to là 120 lít nước. Và đề bài yêu cầu chúng mình là phải là đi tìm mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước. À, ở trong bài toán này thì các bạn nhớ giúp cô đây là dạng toán gì ạ? Đây là dạng toán mà chúng mình đã được học, đó là bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng. Rồi, ở đây thì chúng mình sẽ có số bé và số lớn tương đương với gì nhỉ? Tương đương với thùng bé và thùng lớn. Cả hai thùng có nghĩa là tổng của chúng thì là 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120 lít nước. Đây chính là hiệu của chúng đấy ạ. Vậy để đi tìm được số bé và số lớn thì chúng mình đã nhớ công thức chưa ạ? Để tìm được số lớn thì chúng mình chỉ cần lấy tổng cộng với hiệu rồi sau đó chia cho 2. Còn đi tìm số bé thì chúng mình lấy tổng trừ đi hiệu rồi được kết quả bao nhiêu thì chia cho 2. Vậy ở trong bài toán này thì cô sẽ đi tìm số lớn trước, hay chính là thùng lớn thì chứa được số lít nước nào? Cô sẽ lấy 600 này cộng với 120 được kết quả bao nhiêu, cô chia cho 2. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào bài giải với cô này. Ta sẽ có bài giải như sau. Đầu tiên cô sẽ đi tìm thùng lớn chứa được số lít nước nào. Rồi mình có phép tính là như thế nào ạ? 600 cộng với 120. Đóng một ngoặc rồi chia cho 2. 600 cộng với 120 này. Đóng một ngoặc rồi chia cho 2. Rồi các bạn hãy cộng giúp cô này. Ở đây cô sẽ có 600 cộng với 120 bằng bao nhiêu ạ? Rồi nếu mà thấy khó quá chúng mình hoàn toàn đặt tính ra nháp cùng với cô này. 600 cộng với 120 này. Cô sẽ đặt tính xuống phía này này. Rồi các bạn quan sát thấy chưa ạ? Chúng ta thực hiện cộng với cô này. Ở hàng đơn vị 0 cộng 0 bằng 0 này. Hàng chục 0 cộng 2 bằng 2, viết 2 này. Đến hàng trăm 6 cộng 1 bằng 7. Vậy chúng mình đưa kết quả của phép cộng bằng 720. Và 720 chia cho 2 ạ. Đây. Ta sẽ có 720 chia cho 2 này. 7 chia cho 2 thì được bao nhiêu ạ? 3. 3 nhân 2 bằng 6. 7 trừ 6 còn 1. Hạ tiếp 2 xuống ta được 12. 12 chia cho 2 thì được 6 ạ. 6 nhân 2 bằng 12 và 12 trừ 12 hết. Hạ 0. 0 chia 2 thì được 0. 0 nhân 2 bằng 0, vậy 0 trừ 0 hết. Vậy chúng mình tìm được kết quả là bằng 360. Điền vào lời giải này.
đơn vị là lít. Đó, chúng mình đã tìm được thùng lớn thì chứa được 360 lít nước. Vậy thì khi biết thùng lớn chứa được 360 lít nước, chúng mình có tìm ra được số lít nước mà thùng bé chứa được không ạ? Đây, chúng mình chỉ cần lấy 360 này bao nhiêu đây ạ? Trừ đi 120 thôi ạ. Ta sẽ có thùng bé chứa được số lít nước nào? Rồi, chúng mình sẽ lấy số lít nước của thùng lớn này trừ đi số mà lít nước của thùng bé ít hơn thùng lớn. Hoặc có thể chúng mình lấy tổng này đi, 600 trừ đi 360 đều được. Hai cách này đều được ạ. Rồi, ta sẽ có là 360 là số lít nước của thùng lớn. Cô lấy số lít nước của thùng lớn trừ đi 120. Rồi, các bạn thực hiện phép trừ cùng với cô này. Cô sẽ trừ nhầm ở phép trừ này. 0 trừ 0 bằng 0. 6 trừ 2 bằng 4. Và 3 trừ 1 bằng 2. Rồi, như vậy cô đã tìm ra được thùng bé chứa được 240 lít lít nước nhỉ. Và chúng mình sẽ có đáp số như sau. Đáp số này. Thùng bé. Chúng mình đáp số thùng bé hay thùng lớn trước cũng được ạ. Này, cô tìm thùng lớn vậy cô đáp số thùng lớn trước ạ. Thùng lớn là 360 lít nước. Thùng bé. Được. Được chưa ạ? Như vậy thì ở trong bài toán này, chúng mình đã vừa được ôn về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng. Và chúng mình nhớ là áp dụng công thức mà chúng mình đã được học để dễ dàng tìm ra được số bé và số lớn một cách nhanh chóng nhất. Như vậy là ở trong tiết học ngày hôm nay thì cô trò mình đã đi tìm hiểu về đề kiểm tra giữa kỳ 1 của môn toán lớp 4. Về nhà thì các bạn có thể ôn luyện lại theo form đề này của cô để chúng mình có thể đạt được kết quả thật cao ở trong đề kiểm bài thi giữa kỳ. Và cô hy vọng là chúng mình sẽ đem lại được nhiều con số 10, nhiều điểm 10, điểm 9 để tặng về tặng bố mẹ của chúng mình nhé. Chúc các bạn sẽ có một kỳ thi đạt điểm cao. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.